Tôi đã quay đấy. Wow, vừa đi tập thể dục về anh chị ạ. Mình không thể không ăn được một không thể không ăn món gì được. Đây, đã có bánh gai nhá. Đấy. Phải tiếp thêm năng lượng thôi, không là ngất ngay con gà tây. Wow. Đây anh chị nhá. Đây là chiếc bánh gai nhỏ xinh xinh nhưng mà ăn thì rất là ngon. Nhá. Đây chỉ là một cặp này có hai cái. Đây, một cặp này hai cái, mỗi cái như thế này. Chị thấy không ạ? Đây, nhỏ xinh thôi. Ví dụ các bạn bé đi học về mà đói bụng ấy, cũng làm một hai cái này là thôi. Yên tâm để chơi tiếp rồi. Bố mẹ cứ việc nấu ăn đi, con ăn sau không lo. Đấy, đi học về cứ làm một hai cái. Em vừa đi tập về cũng phải làm hai cái mới được. Em sẽ ăn đằng trong cho anh chị xem nha. Đằng trong là nhân nhá. Nếp bên ngoài này đen này, có nếp với lại lá gai rất là dẻo, thơm, cùi ngậy. Đấy, bên trong là có nhân đậu xanh và dừa khô anh chị nhá. Có vẻ nhìn chưa rõ về nhân đậu. Một miếng này thôi nhưng cũng được vài ba. Một cái nhỏ nhỏ này cũng được vài ba miếng đấy. Bốn miếng. Bốn miếng ăn tham của em. Ăn rất là chất lượng nhá. Nó ngọt vừa phải anh chị nhá. Ngọt vừa phải thôi, không ngọt quá đâu ạ. Nhiều người hỏi là ăn chay có ăn được không, có phải nhân mặn không? Không ạ. Đây là nhân ngọt nhưng mà ngọt vừa phải anh chị nhá. Ăn rất là ngon luôn. Dẻo, thơm, bùi ngậy, ngọt ngọt. Ngọt của dừa khô ấy. Đấy. Đây là một cái của một cặp. Một cặp này có 5k thôi anh chị này. Một cặp này có 5k nhé. Đây, có 2 cái. Đấy. Đi về làm cái sướng tỉnh hết cả người. Đây anh chị ạ, anh chị ăn đi, ăn thử đi. Đây là món đặc sản của quê em đấy. Làm hoàn toàn bằng thủ công. Và là nghề làm rất là lâu năm rồi. Bánh này người ta đưa đi muôn phương muôn nơi nhá. Bánh này đám cỗ ấy, đám cưới ấy, người ta hay mua lắm. Mua để làm quà lắm ấy. Đấy, rất là bình dị, rất là đơn giản nhưng mà ăn rất là ngon. Là gai với lại bột đậu, bột nếp, đậu xanh, dừa khô. Đấy anh chị nhá. Rất là ngon. Đấy, một cái này. Một cặp này có 5k thôi anh chị ạ. Cặp có 5k thôi. Đây là một cái của một cặp. Đây nhá. Nhỏ xinh. Anh chị ăn thì alo em, mỗi tuần em chỉ lên lần thôi. Mỗi tuần ăn lên lần thôi ạ, vào thứ hai, thứ ba đầu tuần. Và anh chị phải đặt trước đi. Tại vì là em lên cũng vừa đủ thôi, em không lên nhiều đâu ạ.